Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tạp chí Việt Nam. Xiaomi Mi 10T Pro là một chiếc máy rất cao cấp với những trang bị ví dụ như là màn hình 144Hz, con chip Snapdragon 865, viên pin 5000mAh kết hợp với sạc nhanh 33W, kèm với đó là camera cảm biến chính lên tới 108MP. Tuy nhiên, một điểm rất ăn tiền của chiếc máy này đó chính là nó được hỗ trợ 5G. Tại sao mình lại nói đây là điểm rất ăn tiền? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu ngay trong video dưới đây. Thực tế, do ảnh hưởng của nhiều nguyên nhân mà các nhà mạng hiện nay chưa thể đẩy nhanh tiến độ triển khai mạng 5G được. Không chỉ ở Việt Nam mà những nước phát triển khác trên thế giới, ví dụ như là khu vực châu Âu, thì vẫn đang ở giai đoạn sơ khai. Số liệu của IAT cho thấy rằng chỉ có 10 trạm gốc 5G trên 1 triệu dân đã được triển khai ở quốc gia thành viên EU có mạng 5G đang hoạt động, so với 1.500 trạm gốc 5G trên mỗi triệu dân ở Hàn Quốc. Nói như vậy để thấy rằng công nghệ 5G hiện nay vẫn là một thứ gì đó khá là xa lạ. Mặc dù đã có rất nhiều smartphone hỗ trợ 5G, tuy nhiên chủ yếu chúng đến từ những thị trường là hàng sách tay và đặc biệt là thị trường Trung Quốc, bởi vì đây là thị trường mà đang triển khai công nghệ 5G rất mạnh mẽ. Mi 10T Pro là một trong những chiếc máy đầu tiên được hỗ trợ kết nối 5G bán chính hãng tại thị trường Việt Nam, cho thấy rằng Xiaomi đã rất nhanh nhạy và muốn đón đầu thị trường. Quay trở lại với nhân vật chính của chúng ta, hôm nay mình sẽ test tốc độ 5G trên chiếc máy này và mình sẽ sử dụng công cụ đo là Speed Test. Trong lần thử đầu tiên thì ngay lập tức mình đã nhận được kết quả ở đây. Tốc độ download lên tới khoảng gần 600 Mbps trên giây và tốc độ upload thì nó cũng lên tới khoảng 50 Mbps trên giây. Đến với lần thử thứ hai này thì tốc độ download thậm chí còn lên tới 638 Mbps trên giây và tốc độ upload cũng lên tương đương khoảng 50 Mbps trên giây. Và ở những lần thử tiếp theo của chiếc máy này thì mặc dù cũng có sự chênh lệch một chút, tuy nhiên thì mức trung bình nó vẫn đạt khoảng 600 Mbps trên giây, thậm chí có khi mình có thể lên tới gần 800 Mbps trên giây và tốc độ upload thì nó giữ ở mức khoảng 40 đến 50 Mbps trên giây. Để so sánh thì tốc độ download và upload lần lượt trên mạng 4G của Viettel nó rơi vào khoảng tầm 65 và 27 Mbps trên giây. Nếu mà so sánh với tốc độ này thì tốc độ 5G đang nhanh hơn rất là nhiều. Ở tốc độ download thì thậm chí nó nhanh lên tới khoảng trên 10 lần và tốc độ upload thì nhanh gấp đôi. Tuy nhiên khi mà mạng 5G triển khai phổ biến thì tốc độ download hứa hẹn còn lên tới khoảng gần 1T. Công cụ tiếp theo mà mình sử dụng để đo tốc độ mạng 5G trên chiếc máy đó chính là công cụ Fast. Thì đây là công cụ do chính Netflix phát triển để đo tốc độ mạng 5G ý quốc tế. Và kết quả mình đo được trên chiếc máy này nó lên tới 160 Mbps trên giây. Trong khi đấy với 4G mình đo được nó chỉ dừng lại ở 40 Mbps trên giây thôi, có nghĩa là mức chênh lệch lên tới 4 lần. Với tốc độ như thế này thì ngại gì mà chúng ta không chiến game luôn hoặc là xem YouTube luôn bằng công nghệ mạng 5G nhỉ? Ngay khi xem những video YouTube như thế này thì mạng 5G đã thể hiện rõ tốc độ bằng cách là mình kéo đến đâu là nó chạy đến đấy luôn. Và gần như là sẽ không hề có độ delay hay là chậm trễ nào cả. Và mình cũng thử luôn tốc độ download ứng dụng trên 5G của chiếc máy này. Với ứng dụng Adobe Lightroom này, nó nặng khoảng gần 100MB. Như vậy là mất khoảng 4 giây để download xong ứng dụng Adobe Lightroom, rất nhanh. Với tựa game Call of Duty này mình đang chơi thì ngoài cái việc là máy rất là mượt bởi vì là con chip Snapdragon 865 rất là mạnh mẽ thì cái tốc độ mạng mình thấy đây cũng rất là nhanh, nó không hề gặp tình trạng bị giật lag. Vì vậy là các bạn sẽ không hề thấy một độ trễ nào khi mà chơi game Call of Duty trên chiếc Xiaomi Mi 10T Pro này bằng mạng 5G. Và tốc độ của mạng 5G đã thể hiện một cách rất là rõ nét khi các bạn chơi những tựa game nặng và có tiết tấu nhanh như là Call of Duty Mobile và kể cả là PUBG Mobile nữa. Như vậy là mình và các bạn đã cùng nhau chơi game và xem YouTube bằng mạng 5G trên chiếc Mi 10T Pro. Phải nói là tốc độ mạng rất nhanh và mượt. Và trong quá trình sử dụng mạng 5G trên chiếc máy này thì mình cũng nhận ra một số điểm cần lưu ý. Đó là ở thời điểm hiện nay thì chưa có nhiều vùng có thể hỗ trợ mạng 5G. Và thậm chí là trong nội thành Hà Nội thì cũng chỉ có một vài khu vực được hỗ trợ. Vì vậy khi các bạn cắm SIM vào thì nó chưa hiện lên mạng 5G, đó là chuyện hoàn toàn bình thường. Và trong buổi thử nghiệm sáng nay thì với cái SIM của mình được 2GB một ngày thì trong khoảng một vài lần test thôi là nó đã hết lưu lượng rồi và mình đã phải mua thêm. Cho thấy rằng công nghệ mạng 5G rất ngốn dung lượng và khi mà triển khai công nghệ mạng 5G ra phổ biến hơn thì tin chắc rằng những nhà mạng sẽ có những gói cước hợp lý hơn và mình hy vọng rằng cái gói cước đó thì chi phí nó không quá cao. Sau khi chiếc Mi 10T Pro 5G này ra mắt thì chắc chắn sẽ có nhiều chiếc smartphone nữa cũng được ra mắt theo và nó giúp cho công nghệ mạng 5G phổ biến hơn. Và theo thông tin mình được biết thì ngay trong năm nay Xiaomi cũng sẽ tung thêm hai chiếc smartphone nữa hỗ trợ 5G trong phân khúc mức giá khoảng 4 đến 6 triệu đồng và chúng ta hãy cùng chờ đợi. Và đó là những trải nghiệm 5G của mình tại Việt Nam trên chiếc Xiaomi Mi 10T Pro này. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like và subscribe kênh YouTube của Tạp chí Việt Nam. Mình là Trang Nhân, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.